Bé trai 8 tuổi bị lũ cuốn tử vong khi mẹ đi nhận hàng cứu trợ ở Quảng Bình. Xúc động khoảnh khắc chiến sĩ công an bế bé gái gãy tay trong cơn mưa lũ ở Quảng Bình. Ảnh hưởng mưa lũ nhiều ngày qua tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khiến 105 người chết, 27 người mất tích, 16 tuyến quốc lộ và hơn 300.000 mét đường giao thông tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập, sạt lở, hư hỏng. Sự việc thương tâm diễn ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20 tháng 10. Cháu Đinh Minh Tê, 8 tuổi, thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa, đang ở nhà với bà ngoại trên phao chống lũ. Trong lúc chơi đùa, cháu Tê không may bị rơi xuống nước và bị lũ cuốn trôi. Bà ngoại hô hoán hàng xóm xung quanh đến cứu, tuy nhiên mực nước lúc này là 3 mét. Khi lặn tìm được cháu thì không còn kịp, cháu Tê đã qua đời. Trong lúc cháu Tê bị rơi xuống nước lũ, mẹ cháu đang chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ, còn bố cháu đang làm thuê ở miền Nam chưa về. Gia đình cháu Tê thuộc diện hộ nghèo khó khăn của xã. Ông Trương Thành Duẩn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi biết tin, chính quyền xã đã đến thăm hỏi động viên gia đình. Hiện nay do nước lũ đang ngập sâu, nên việc lo hậu sự cho cháu gặp khó khăn. Trước đó, một sự việc thương tâm khác cũng diễn ra ở Quảng Trị, cũng khiến nhiều người bàng hoàng xót thương. Cụ thể, hôm 17 tháng 10, khi nước lũ dâng cao, vợ chồng của anh Quy cùng nhau dọn dẹp, đưa các vật dụng và lương thực đến chỗ khô ráo. Lúc này, anh chị để hai cậu con trai ngồi trên giường, đứa lớn 13 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi. Bé M 2 tuổi không may rơi xuống nền nhà ngập nước lũ. Lúc phát hiện, vợ chồng anh Quy đã đưa cháu đến bệnh viện thăm khám, tuy nhiên cháu đã không qua khỏi. Người nhà cho biết cháu qua đời do ngạt nước. Trong khi lũ dữ lên nhanh, tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp, thì những khoảnh khắc đẹp của những đồng chí chiến sĩ cũng đã được ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Mới đây, hình ảnh một đồng chí công an đang bế cháu bé bị gãy tay, đội mưa gió nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn để chăm sóc sức khỏe đã khiến nhiều người xúc động. Theo tìm hiểu được biết, người ôm cháu bé trong hình là Thượng tá Lê Văn Hóa, trưởng công an thị xã Ba Đồn. Cháu bé không may bị gãy tay, đã được nẹp cố định băng bó cơ bản và được đưa từ dưới cano lên đất liền. Sau khi hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người đã bình luận bày tỏ lòng khâm phục, biết ơn tới những chiến sĩ công an. Hay như mới đây, hình ảnh cháu bé 9 tháng tuổi cũng được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi ngôi nhà bị ngập sâu. Vì nước lũ dâng cao không thể di chuyển vào nhà, nên cháu bé phải bế qua khu vực lan can tầng 2. Trong khi một người lớn bế bé đưa từ trên xuống, thì một người đàn ông đứng dưới thuyền nhanh chóng vươn tay cao để đỡ an toàn. Hành động tuy nhỏ nhưng phần nào đã thể hiện được sự phức tạp, nguy hiểm của đợt lũ lịch sử. Trong những ngày vừa qua, không ít các em nhỏ trong vùng lũ dữ cũng đã được lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa vào khu vực an toàn. Trước đó, một khoảnh khắc xúc động khác cũng được chia sẻ, kèm theo nhiều lời khen ngợi và cảm ơn. Đó là bức ảnh chiến sĩ ủ ấm cho bé trai vừa được cứu thành công từ chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi trong đêm ở Quảng Bình. Chúng tôi là Sài Gòn TV và các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để nghe những tin tức nổi bật mỗi ngày.